Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một lỗi búp mới của Liên Quân. Mình thấy cái lỗi búp này cũng khá là thú vị nha. Trước đó ở trên Facebook hay là ở TikTok thì mình thấy cũng khá là nhiều bạn test rồi. Nhưng mà chủ yếu mình toàn thấy test trong phòng đấu tập anh em. Đó, thế nên hôm nay thì mình quyết định mang vào rank nha. Tại vì bây giờ chúng ta mang vào rank test thì tụt lữa hay tụt mãi thì mình mùa sau cũng chỉ xuống tinh anh 1 thôi anh em. Đó, thế nên sao bây giờ không quan trọng nữa rồi. Đó, mang hẳn vào hạng test cho nó chân thật. Thì ở cái búp này thì mình không biết là sang mùa 19 sau người ta có sửa hay không. Mình nghĩ là sẽ phải sửa rồi anh em. Tại vì chỉ còn 3 đến 4 ngày nữa là chúng ta phiên bản cập nhật mới. Đó, lấy anh em nào mà chưa test thử cái búp này thì có thể vào hạng này hoặc là vào đấu luyện để có thể test nhé. Chứ không mấy hôm nữa sửa là chúng ta không có điều kiện để có thể test nữa đâu nhé. Thì cái búp này thì chúng ta cũng vào vấn đề luôn. Không lòng vòng thì cái búp này đó chính là cái búp hồi máu cho những cái vị tướng đi trợ thủ. Khi chúng ta liên tục đổi những cái món đồ support kiểu như là gì nhỉ? Đổi món đồ này rồi lại lên mua đồ khác đó, rồi lại nói chung là cứ mua hai cái món đồ đổi liên tục đan xen nhau thì cái lượng máu chúng ta sẽ được cộng lên liên tục. Đó, nhưng mà nghe chừng thì có vẻ là hợp lý. Nếu chúng ta chơi trong rank mà được hồi nhiều máu như thế thì nó khá là ngon. Nhưng sự thật liệu rằng chúng ta chơi rank thì nó có thể áp dụng ổn hay không thì đó là một cái điều khác em. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thăm ngàn một tí nhé. Sau khoảng một quãng thời gian thăm ngàn thì bây giờ mình cũng có đồ rồi nha. Nhưng mà cái thế cảm giác nó hơi thấp một tí so với team bạn. Đó, nhưng mà không sao. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra nhá hàng để team bạn đánh rồi bắt đầu chúng ta hồi máu bằng cái cách mà lúc ấy chúng ta vừa leo ra nhé. Nhưng mà cái cách này thì mình nghĩ là chỉ áp dụng trong đấu luyện thì là hợp lý thôi nhá. Chứ còn làm trong rank này thì mình nghĩ nó sẽ chỉ mạnh ở trong giai đoạn đầu trận. Khi chúng ta còn ít máu thì ấn cảm giác nó hồi nhiều. Chứ còn về late khi những cái vị tướng đỡ đòn lên khoảng 10.000 máu chẳng hạn thì hầu như ấn cái cách đấy thì hầu như hồi máu sẽ là không có anh em. Nó sẽ trở lên rất là ít luôn. Đó, thế nên mình nghĩ là chỉ áp dụng trong giai đoạn đầu trận và giữa trận thôi. Chứ còn late anh em áp dụng của đấy thì khả năng chưa đánh team đã toang rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy lòng vòng một tí đó để thu hút đêm từ bên phía của team bạn tấn công của chúng ta thì có khả năng là ngon hơn. Đó, ok nhé. Bây giờ khi mất máu rồi chúng ta sẽ mua đồ này. Đó, đồ mua đồ thứ 4 hay mua đồ thứ 5 à, có hồi thật anh em. Đó, hồi nó cũng khá là ổn. Đó, trong giai đoạn đầu trận này thì khi mình ít máu thì cảm giác hồi nó nhanh thôi. Chứ còn tí nữa mình châu, mình nghĩ khả năng hồi sẽ hơi khó. Nhưng mà nói chung là hồi được như thế này cũng là khá ổn áp rồi. Thêm cái tốc hành lao lên hút đêm lần 2 này. Rồi thì bây giờ từ từ nha, lên ăn thêm tí đêm nữa hồi nó bõ anh ạ. Ấn cho nó liên tục, chứ còn bây giờ một nửa máu này nhưng mà chả thấy team bạn rồi. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục ấn nhá. Đó, đồ thứ 4 này lại mua đồ thứ 5. Hồi phục cũng khá là ổn và anh em lưu ý là cái cách mua này thì anh em mua đồ nào cũng được nhá. Có nghĩa là mình mua cái này xong rồi chúng ta lại mua cái khác. Đó, nói chung là cứ liên tục là hồi máu sẽ rất là nhiều. Ở đây là ba vị tướng có thể gây sát thương được rất là lớn này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ mua đồ nha. Đó anh em thấy chưa? Hồi cực kỳ là ổn luôn anh em. Đó, hình như mỗi lần nó cộng cho mình khoảng 500 đến 400 máu gì đó. Đó, tầm đấy thôi. Nếu mà một cột của con đỡ đòn thì nó lên tầm khoảng 500 máu. À thì đúng là mỗi lần ấn là nó sẽ từ 400 đến 500 anh em. Cũng khá là ổn rồi. Đó, nhưng mà ở trong giai đoạn đầu trận này khi chúng ta chưa nhiều máu ấy thì mình ấn cảm giác đó là nhanh hồi thôi. Chứ còn về lết tí nữa thì chúng ta gì nhỉ? Ấn kiểu đấy thì mình nghĩ sẽ là hơi mệt anh em. Tại vì cái lượng máu nó cũng khá là trâu rồi. Thế nên mình nghĩ cách tốt nhất khi ở giai đoạn lết trận thì chúng ta lên biến về thì nó sẽ là ổn áp hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì mình nghĩ là nếu anh em chơi theo cái kiểu như là ấn đồ thế ấy, thì thứ nhất là sẽ gây ra hai trường hợp. Thứ nhất là chúng ta sẽ mất tập trung. Tại vì chúng ta ấn đồ lại chắc chắn là ấn đồ thì chúng ta không thể combat được cùng với team rồi. Đó, thế nên nhiều khi chúng ta không thể bảo kê được hết. Và thứ hai là những cái món phụ trợ như kiểu bắp giáp này, soi mắt hoặc là giải khống chế thì nó sẽ không được kích hoạt liên tục. Tại vì mỗi lần chúng ta ấn thế nó sẽ reset lại cái thời gian mà chúng ta sử dụng món đồ lên 60 giây. Thế nên mình nghĩ rất là khó trong những cái pha giao tranh tổng để có thể cân team dễ dàng hoặc là hỗ trợ team đúng lúc. Bây giờ chúng ta sẽ test lại thêm một lần nữa nhé. Đó, lần này thì mình sẽ mua 5 đồ liên tục. Đó, anh em thấy hồi rất là mạnh. Nó hầu như là chúng ta chỉ cần chạy lòng vòng một tí lãng hồi. Nhưng mà cái này thì những anh em nào bán đồ nhanh ý, thì khả năng sẽ là lợi hơn rất là nhiều. Tại vì nếu anh em quen với bán đồ nhanh thì hồi phục nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà mình nghĩ là cái lối chơi này chỉ nên áp dụng trong đấu thường hoặc là đấu tập thôi nhé. Chứ còn vào trong rank cảm giác hơi toang. Từ lễ giờ mấy cái pha mà mình người ta gọi là gì nhỉ, đứng ấn bán đồ với cả mua đồ ấy, thì nó cũng rất là song nhãng. Nó không thể bảo kê team người ta gọi là liên tục được. Đó, thế nên nhiều khi team chúng ta cũng bị tan rã đội hình khá là nhanh khi chúng ta không để ý.
Đó, thế nên mình nghĩ là nếu đi ranh thì anh em cứ mua đồ support này xong chơi như bình thường. Đó, hết máu thì biến về. Chứ còn mua kiểu này thì mình nghĩ hơi toang em. Đó, hồi phục tuy là cũng là ngon thật, nhưng mà bảo kê team hiểu như sẽ là không được rồi. Nó tại vì cái bộ chiêu thức của phụ trợ nó sẽ là hồi liên tục ở trong cái tầm khoảng 60 giây. Thế nên chúng ta chốt lại vấn đề ở đây là cái búp này thì chúng ta chỉ nên dùng trong đấu luyện và đấu thường, và hạn chế dùng trong rank nha. Tại vì dùng trong rank mà chúng ta kiểu ấn không đúng lúc ấy thì hầu như là sẽ là bóp team em, nó không thể hỗ trợ được. Đó, thế nên qua đây thì mình nghĩ là cái búp này cũng khá là thú vị. Đó, lấy anh em nào mà chưa test thì lên vào rank hoặc là đấu thường và test nhé. Đó, tại vì cái búp này mình nghĩ là chỉ còn mấy ngày nữa là nó cũng bị xóa thôi. Tại vì cũng sắp cập nhật cái phiên bản mới của Liên Quân rồi. Và khả năng cái video về lỗi búp của những cái món đồ phụ trợ của mình trong ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc nhanh em. Lấy anh em nào thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo hơn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.